Ở thế giới hào nhoáng này, có rất nhiều người chỉ vì tham lam, vô trí, sân hận mà mê mất đi bản tính và tạo ra đủ mọi tội ác. Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đã cảnh báo chúng ta, những kẻ nào tạo tội ác, sau khi chết sẽ ở trong địa ngục mà thọ lấy vô lượng thống khổ. Địa ngục ở tại dãy núi Sắc Đại Thiết Vi, trong đó có 18 địa ngục lớn, bậc kế có 500 chỗ, bậc kế nữa có đến ngàn trăm. Trong ấy duy chỉ có độc nhất một ngục, tên gọi là Vô Gián. Năm trọng tội ngỗ nghịch và vô gián địa ngục. Ngục thành của vô gián địa ngục có chu vi là 18.000 dặm, ngục tường cao 1.000 dặm và đều là bằng sắt. Lửa từ trên bắn xuống, lửa ở dưới bốc lên. Trong ngục có một cái giường rộng đầy 10.000 dặm. Nơi này là vô gián địa ngục, là bởi vì có năm duyên tố chiêu cảm mà tạo thành. Một là ngày đêm thọ tội đến trọn số kiếp, không lúc nào gián đoạn, cho nên gọi là vô gián. Hay là một người cũng chật cả ngục, mà nhiều người cũng đầy khóc, cho nên gọi là vô gián. Thân hình vô gián. Ba là những khí cụ dùng để trị tội có nhiều không kể xiết. Người tội bị các loại cực hình trừng phạt vô cùng thống khổ và đau đớn, quanh năm đến trọn số kiếp na vô tha, khổ sở liên tục không chút gián đoạn, cho nên gọi là vô gián. Thọ khổ vô gián.
bốn là chẳng kể kẻ nam người nữ, mọi sợ mang gì, già trẻ sang hèn, hoặc rồng hoặc thần, hoặc trời hoặc quỷ, hễ tạo nghiệp thì thấy đều chiêu cảm thọ tội như nhau, cho nên gọi là vô nhãn. Quả báo vô nhãn. Năm là nếu đọa vào địa ngục này thì từ lúc mới vào cho đến trong ngàn kiếp, trong một ngày một đêm có vạn lần chết đi và vạn lần sống lại. Cầu tạm ngưng chừng một niệm cũng không được, trừ khi nghiệp đã hết rồi mới được thọ sanh. Do vì liên miên như thế cho nên gọi là vô nhãn. Thọ mạng vô nhãn. Tại làm sao mà họ phải tao ngộ thứ thống khổ này? Tại làm sao mà phải thọ lấy hình phạt này? Tại làm sao dù họ đã chết rồi mà chẳng có cách nào trốn được? Tại làm sao? Tại làm sao? Tại làm sao mà họ phải rơi vào trong này? Họ xưa kia cũng từng là người, nhưng vì lúc sinh tiền đã phạm phải nghiệp tội nên sau khi chết mới bị đọa vào trong đó. Ở thế giới của chúng ta có 5 loại nghiệp tội, nếu mắc phải thì sẽ đọa vào vô nhãn địa ngục. Tội thứ nhất, má, má, bà mau lấy tiền đưa đây. Mau lên, đỡ tôi có thể lên mạng lướt mét coi. Nhanh lên, mang tiền ra đây. Có đồng nào đã đưa hết cho con rồi? Con muốn định làm gì hả? Lần nào cũng thế, phải lừa ta hả? Tiền đó ở đâu? Mau đưa cho tôi. Tiền con đã lấy đi hết rồi, bây giờ chỉ còn lại tiền ăn. Con muốn cả nhà chết đói hay sao? Ta không cần lo nhiều. Bà có chịu đưa tiền hay không? Mày là thằng con ngỗ nghịch, ta sẽ không bao giờ đưa cho mày một xu nào nữa. Bà dám gọi ta là thằng con ngỗ nghịch hả? Được lắm, không chịu đưa tiền hả? Đưa cho bà thấy thằng con ngỗ nghịch này như thế nào. Kêu bà đưa tiền bà không chịu đưa, không chịu đưa, không chịu đưa, không chịu đưa nè, không chịu đưa nè. Nếu có chúng sinh nào bất hiếu với cha mẹ hoặc thậm chí giết hại thì sẽ đọa vào vô gián địa ngục cho đến ngàn vạn ức kiếp, cũng không có kỳ hạn ra khỏi.
thứ nhì. Những thứ này đều là mờ tín dị đoan, bịt mép lừa gạt người. Hôm nay ta phải phá hủy hết sạch. Con lừa già trong đầu này, tránh ra. Trời ơi, xin đừng có làm vậy. Ôi, tội nghiệp quá đi. Phật hả? Tao còn lợi hại hơn hắn nhiều. Nếu có chúng sinh nào lòng thân Phật chảy máu, hủy bán tam bảo hoặc không tôn kính kinh điển thì cũng sẽ đọa vào vô gián địa ngục cho đến ngàn vạn ức kiếp, cũng không có kỳ hạn ra khỏi. Tội thứ ba, trong am Nico này không biết có tiểu Nico nào hấp dẫn không. Ê, mau nhìn kìa, tiểu Nico đó trông cũng dễ thương lắm chứ. Các người người đẹp có gì mà phai mắc cỡ, tới đây để anh hai âu yếm em một chút coi. Ở đây chuyện cái ai chúng ta cứ tha hồ mà quan lạc cho thỏa thích hả? Anh thiệt là đáng ghét ghê. Nếu có chúng sanh nào xâm chiếm tổn hại thường trụ, ô nhục tăng ni, hoặc tinh tứ hành dâm trong chúng già làm, hoặc giết hoặc hại, những kẻ như thế sẽ đọa vào vô gián địa ngục cho đến ngàn vạn ức kiếp, cũng không có kỳ hạn ra khỏi. Tội thứ tư, con cúng dường cho thầy công đức ấy lớn lắm. Thầy bảo đảm trong đời này con sẽ phát tài, và khi lâm chung con sẽ được vãng sanh. Đưa lát nữa đây, thầy sẽ tụng kinh cầu phước cho con. Cảm ơn sư phụ. Vậy con xin phép cáo từ. Ca, sao giờ anh mới đến? Hả nè, nhớ anh lắm hả? Anh chả thèm tụng kinh cho mấy thằng ngốc đó, mà chỉ liền gọi đến với em nè. Nếu có chúng sinh nào giả làm sa môn, nhưng tâm không phải sa môn, phá hoại, lạm dụng thường trụ, dối gạt hàng cư sĩ bạch y, vi phạm giới luật, tạo đủ thứ ác nghiệp, những kẻ như thế sẽ đọa vào vô gián địa ngục cho đến
ngàn vạn ức kiếp cũng không có kỳ hạn ra khỏi. Tội thứ năm, sinh nào trộm cắp tài vật, lúa gạo, đồ ăn thức uống, y phục của thương chủ, cho đến các đồ vật không cho mà lấy, thì sẽ đọa vào vô gián địa ngục, cho đến ngàn vạn ức kiếp cũng không có kỳ hạn ra khỏi. Năm trọng tội ngũ nghịch, hễ ai phạm phải thì sẽ đọa vào vô gián địa ngục, họ khổ vô cùng vô tận và chẳng có ngày để thoát ra. Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh đừng bao giờ tạo những nghiệp tội như vậy.